Thông tin từ Bộ Y tế cho biết vào tối ngày 5 tháng 8, 10.000 lọ thuốc kháng virus Remdesivir từ Ấn Độ đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vào cùng ngày 5 tháng 8. Và đây là lô đầu tiên trong tổng số 1 triệu liều Remdesivir mà doanh nghiệp dược Ấn Độ cam kết cung cấp cho Việt Nam. Và đây là kết quả làm việc của nhóm phản ứng nhanh về thuốc và vaccine thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ với các công ty dược phẩm lớn của Ấn Độ trong những ngày vừa qua. Được biết trong đêm nay đến sáng mai, ngày 6 tháng sáng 8 sẽ có thêm 30.000 liều Remdesivir từ Ấn Độ về đến Việt Nam và số thuốc còn lại trong 1 triệu liều sẽ về Việt Nam trong tháng 8. Remdesivir là thuốc kháng virus tiêm qua đường tĩnh mạch, là một trong những loại thuốc được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng khi mắc COVID-19 và hiện hơn 50 quốc gia gồm có các nước EU, Mỹ, Australia, Singapore, v.v. đang sử dụng thuốc này trong phác đồ điều trị. Hiệu quả ban đầu cho thấy các bệnh nhân dùng Remdesivir hồi phục nhanh hơn khoảng 4 ngày.